Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình live tiếp phần mấy không nhớ. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, thành phố Đà Nẵng, tại phi trường quốc nội Đà Nẵng. Hiện bây giờ thì mình chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh, xong rồi mình về Tiền Giang. Thì anh chị các bạn thấy, để mình lại mình giải thích anh chị các bạn thấy, nếu mà nói về phi trường Việt Nam và so với lại bên Mỹ, thì tôi nói cho các bạn, ở Việt Nam thì phi trường nội địa của Việt Nam tôi thấy hoạt động rất là tốt. Những người khách mà họ đi trong nội địa anh chị các bạn rất là đông, những cái chuyến bay lúc nào cũng đông người chứ không phải là vắng vẻ. Đây là một cái điều rất là tốt. Các bạn thấy khi mà tôi còn ở bên Mỹ chuẩn bị đi về Việt Nam đó, tôi có like để anh chị các bạn thấy phi trường bên Mỹ nó vắng như chùa Bà Đanh. Các bạn biết nó rất là nguy hiểm, tại vì cái nền kinh tế của Mỹ nó lệ thuộc vào cái đời sống dân sự của Mỹ. Khi mà người dân Mỹ họ sung túc và họ hoạt động xã hội về cái mô hình kinh tế đó, nó sầm uất đó, thì nó kéo theo cái nền kinh tế. Nhưng trong những ngày qua, với ảnh hưởng vấn đề Covid, cái bên hàng không của Mỹ nó gần như là tê liệt. Các bạn biết nó phải nhờ những gói cứu trợ của chính phủ để đặng mà nó sống còn. Trong khi đó, ngành hàng không Việt Nam họ phải tự đứng trên đôi chân, tìm đủ mọi cách để đặng mà vượt lên trong cái mùa Covid. Anh chị các bạn thấy, bởi vậy so sánh để anh chị các bạn thấy cái nền kinh tế Việt Nam tuy rằng ảnh hưởng Covid, nhưng mà Việt Nam không đến nỗi mà phải chờ những cái gói cứu trợ của chính phủ để đặng mà cứu từng công ty, từng hãng xưởng, từng những cái tiểu thương, và cho đến ngay cả dân sự, ngay cả về đời sống của người dân. Các bạn thấy ở bên Mỹ, chính phủ phải đưa ra những gói cứu trợ rất là nặng, nói là tới hàng ngàn tỷ đô la. Như gói cứu trợ vừa rồi, bên đảng Dân Chủ nó đòi tới 3.200 tỷ, và hai bên nó kình nhau. Cuối cùng thì các bạn biết những gói cứu trợ đó nó không có được diễn ra, nó làm cho đời sống của người dân Mỹ bị chao đảo. Những cái gói cứu trợ đó nó không đi vào trong những cái người mà họ bị thất nghiệp, mất việc làm bên ngành hàng không và bên những công việc khác đó, thì nó không kích cầu vào trong cái nền kinh tế, nó làm cho kinh tế Mỹ bị chao đảo. Các bạn thấy nó một trời một vực. Còn Việt Nam mình là một cái thị trường mới mở, và mình là một cái đất nước gọi là cái nền kinh tế của người dân mình đó, là tự cung tự cầu và tự cấp, cho nên mình không bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Làm cho tôi nhớ đến cái thời kỳ năm 2008, khi nền kinh tế Mỹ nó sụp đổ. Anh chị em các bạn biết, dân Mỹ nó chao đảo, hàng triệu người dân Mỹ mất nhà mất cửa, họ lâm vào cái cuộc sống rất là khó khăn về vấn đề đời sống vật chất, nhà cửa họ bị kéo, họ mất nhà, họ lâm vào nợ nần. Trong khi đó tôi còn nhớ những năm đó thì Việt Nam không đến nỗi mà bị chao đảo. Và chính phủ Việt Nam thời đó của ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi nhớ ông Nguyễn Tấn Dũng bỏ ra 3.000 tỷ để đặng mà trong cái gói cứu trợ, không phải là cứu trợ nữa, cái gói kích vào trong bất động sản thời lúc đó, để tạo điều kiện cho người dân Việt Nam họ mua nhà cửa dễ dàng hơn. Trong khi đó các bạn biết, cái lúc đó là ông Obama, ông bỏ ra cái gói cứu trợ 3.000 tỷ, mà ông không phải cứu những người dân nghèo nhanh chứ các bạn. Hồi lúc đó tôi nhớ là ông Obama, ông bỏ ra 3.000 tỷ, ông cứu những cái đại doanh nghiệp, ông cứu những cái đại tư bản, ông cứu cái tụi sản xuất xe hơi, bên ngành sản xuất xe hơi, và cái tụi bên ngân hàng. Các bạn biết, còn những cái người dân mà trung lưu, dân lao động phổ thông, coi như là mất của mất hết, họ làm lại từ đầu. Các bạn thấy nó có sự khác biệt rất là lớn. Trong mùa Covid này cũng vậy, nền kinh tế của Việt Nam các bạn thấy, tuy rằng có khó khăn, người dân cũng đồng hành cùng chính phủ nhà nước. Và em đang ở phi trường anh Peter, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha.
anh chị và các bạn thông cảm nhiều khi tại vì hiện nay Lợi Minh Facebook bị báo cáo á, Lợi Minh chỉ like và chia sẻ anh chị và các bạn thôi, không có trả lời text được. Thành ra anh chị và các bạn thông cảm, nhiều khi mình không có trả lời anh chị và các bạn, anh chị và các bạn đừng buồn là nói xong Lợi Minh này tôi nói cái gì nó cũng không trả lời hết. Thành ra anh chị và các bạn thông cảm. Tới đầu ta. Thì anh chị và các bạn thấy đó, nói về vấn đề kinh tế Việt Nam hiện nay, tôi về Việt Nam nay 17 ngày rồi, thì tôi thấy rằng nó không đến nỗi mà như những cái gì mà sự tuyên truyền của những thành phần mà nó chống phá xuyên tạc đất nước. Phải nói là nhà nước Việt Nam, những cái người mà lãnh đạo, tôi phải khâm phục, rất là giỏi anh chị các bạn ạ. Các bạn có những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay dưới những cái tầm chiến lược luôn luôn tạo điều kiện cho người dân Việt Nam đứng trên đôi chân của mình, chứ không phải tạo điều kiện cho người Việt Nam của mình ngồi đó ù lì chờ phúc lợi xã hội, chờ chính phủ ban phát, chờ chính phủ đem tới họng để cho ăn. Các bạn biết ở bên Mỹ, nếu mà người dân Mỹ họ cứ chờ chính phủ như vậy đó thì nó lâm vào tình trạng nợ nần quốc gia, nợ những cái gánh nợ đó. Những cái gánh nợ đó nó sẽ đè nặng lên những thế hệ sau. Bởi vì anh chị các bạn, tại sao thấy tiền nợ của Mỹ, tiền nợ mà nợ công của Mỹ nó tăng lên một cách chóng mặt, trong khi đó Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ mình họ kiềm chế được để làm sao cái số nợ đó nó không vượt quá cái gánh nặng của toàn dân và tạo cái điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Cho nên có nhiều người họ bất mãn, họ không thích Việt Nam, hay là họ đem Việt Nam ra để đặng mà những thành phần xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn biết nó nhìn về Việt Nam lúc nào nó cũng xuyên tạc. Nó nói Việt Nam sắp sửa chết, Việt Nam sắp sửa thế này thế nọ, vấn nạn. Nhiều khi nó nhìn vào một số cái sự gọi là tệ nạn của xã hội xảy ra thì nó lại cho rằng Việt Nam khủng khiếp lắm, thế này thế nọ. Nó rất là xảo trá. Cho nên anh em chúng ta cần phải cẩn thận. Các bạn thấy cái sự những cái gói kích cầu của Việt Nam và Mỹ nó một trời một vực. Đấy, nó đấu đá nhau, nó tranh giành quyền lực nhau. Và những cái gói kích cầu của Mỹ đó nó mang tính cách bị chính trị hóa nữa. Trong đợt bầu cử vừa rồi anh chị các bạn biết, khi nó đem vào tính chính trị hóa đó và nó không coi quyền lợi của người dân Mỹ là cái gì cả. Nó làm sao để đặng nó thắng được cái quyền lực của nó. Còn Việt Nam các bạn thấy, tuy là một quốc gia độc một đảng, nhưng mà không phải là độc tài, mà quốc gia độc đảng có hàng ngàn người trong đó, và có một cơ chế từ trên xuống dưới, có một hệ thống hàng ngang hàng dọc rất là rõ ràng, được quản lý rất là tốt. Ngay cả tôi nói vấn đề tham nhũng ở Việt Nam cũng vậy, được đánh giá rất là tốt, không so ra ở Mỹ nó bao che nhau. Một cái chế độ tam quyền phân lập, các bạn nhìn thấy trong cái cuộc vận động bầu cử của Mỹ hiện nay vậy, nó rất là khủng khiếp, nó lộ rõ bản chất của một cái quốc gia gọi là tư bản chủ nghĩa tam quyền phân lập, sự giả dối và mị dân của nó rất là khủng khiếp. Có thằng nào đi tù đâu, các bạn nhìn thấy ngay cả hệ thống chính quyền của ông Obama, ông Biden và những ông Clinton cũng vậy. Những sự thối nát đằng sau, nó dùng đồng tiền để đặng mà nó che đậy, nó lấp liếm, và truyền thông nó mua chuộc lẫn nhau, nó thao túng nhau, nó chính trị hóa lẫn nhau, nó trục lợi lẫn nhau. Còn Việt Nam mình các bạn nhìn thấy những thành phần tham nhũng, số phận của họ là những cái chiếc còng số 8 và sau đó là những cái nhà đá. Đấy, các bạn thấy được chính quyền trung ương, nhất là Bắc Trọng, làm việc rất là triệt để. Anh chị các bạn thấy, tôi xem tin tức ở Việt Nam, tôi thấy được khắc phục hậu quả rất là tốt. Còn ở bên Mỹ các bạn thấy nó bao che nhau. Bởi vì những cái cách chia sẻ của tôi, nhiều khi có rất nhiều người người ta không đồng tình. Bởi vì những người họ coi Mỹ giống như là một cái thần tượng, là một quốc gia gương mẫu mà bấy lâu nay họ cuồng. Tôi sống ở Mỹ mấy chục năm, nhưng mà tôi nói thật, cái nền chính trị của Mỹ chưa bao giờ tôi tin tưởng
bởi vì tôi đã thấy nó từ lâu rồi. Khi tôi đặt chân đến đất Mỹ này, tôi đã nhìn thấy nó rồi, cái bộ mặt thật của nó rồi. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn đấy, thì tôi thấy, tôi chia sẻ đến cho các bạn thấy cái phi trường nội địa Việt Nam nó nhộn nhịp như thế này, và người ta đang đợi chờ những chuyến bay. Điều đó nói là gì? Đời sống dân sự của Việt Nam khá ổn định, nó không như mong muốn ở một cái thời kỳ vàng son khi nền kinh tế không có bị ảnh hưởng Covid. Anh chị em các bạn thấy đó, chứ không phải như Mỹ nha. Tôi nói anh chị các bạn, mấy thị trường, những cái sân bay nội địa bên Mỹ, ngay cả mùa lễ vừa rồi tôi đi cũng vậy, màng ơi, tôi nhìn thấy rất là thê thảm anh chị các bạn. Tại vì tôi là dân làm ăn, khi mà tôi nhìn vào những cái thị trường và những cái đời sống, những cái hoạt động kinh tế gì đó, tôi đánh giá được với cái kinh nghiệm bản thân và cái sở trường của tôi. Cho nên tôi chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn thấy. Một lần nữa lại mình live stream thôi. Bây giờ mình chuẩn bị xuống máy bay rồi, mình sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh và về Tiền Giang, nơi quê ngoại của mình. Đà Nẵng là quê nội. Thì thôi, chúc anh chị các bạn gặp được nhiều may mắn. Lại mình sẽ cố gắng like và chia sẻ những gì, phân tích, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi. Ở trên này Lê Minh chẳng có nghĩ rằng mình hơn thua gì với ai. Còn những cái chuyện gì của ai, có nhiều người hỏi trong diễn đàn tôi không trả lời được, hay là các bạn inbox tôi, các bạn hỏi thế này nọ, tôi không trả lời được. Có những cái chuyện cá nhân của ai đó, anh chị các bạn thông cảm. Tại vì tôi không có chủ trương đào sâu vào bất cứ một cá nhân nào. Chủ trương của tôi là làm sao vạch mặt những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Đó là nguyện vọng của tôi mấy chục năm nay ở trên không gian mạng. Tôi chỉ làm vậy thôi. Còn những chuyện cá nhân nội bộ, những cái gì đó các bạn mong, tôi mong rằng các bạn đừng có đem tôi vào, hay là đừng hỏi tôi ông Hoàng Duy Hùng Lễ Minh nghĩ sao, hay là ông vân vân nào đó anh Lễ Minh nghĩ sao. Chuyện cá nhân của mỗi người tôi không biết. Dù tôi có biết tôi cũng không thể trả lời. Tại vì những cái chuyện đó đối với tôi sống tôi biết personal. Mình phải tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác. Ngoại trừ những người, nếu những người đó họ làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia dân tộc, là tôi sẽ chống đối, là tôi sẽ lên tiếng. Còn những cái chuyện mà họ làm những điều gì có ích cho đất nước, cho quê hương, tôi ủng hộ. Tôi không cần biết họ đứng ở chính chiến tuyến nào. Nếu họ có một lời lẽ nào đó mang đến ích nước lợi nhà cho quê hương, cho tổ quốc tôi ủng hộ họ. Chỉ có thế thôi. Cho nên mong rằng anh chị các bạn đừng lôi kéo tôi vào những cái chuyện personal, cá nhân, hay những cái chuyện gì đó lôi thôi. Tôi xem live stream của một số người, tôi xem anh chị các bạn chia sẻ, tôi chỉ ngồi đó xem để tôi tìm hiểu về thôi. Tôi hiểu thêm về mọi cá nhân của mỗi người thôi, chứ tôi không có tham gia. Thành ra mong anh chị các bạn thông cảm. Nhiều khi anh chị các bạn hỏi tôi không trả lời, không phải là tôi khinh, hay là tôi bày tỏ cái thái độ là ta đây, tôi không có bao giờ nghĩ như vậy. Những cái chuyện đó tôi chỉ xem và biết vậy thôi. Các bạn tự giải quyết, ai cũng lớn rồi, và mỗi người có cái nhìn về cái tự trọng và cái lòng yêu nước khác nhau. Tôi không có cái nhu cầu lên trên mạng để đấu đá một bất cứ cá nhân nào, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ. Nếu những cá nhân đó tấn công tôi, vu oan tôi, thì tôi sẽ tấn công lại. Con người của tôi là nó như vậy. Tôi rất là tuyệt để và nhất quán về vấn đề chính trị. Bạn là bạn, thù là thù. Nếu mà bạn quay ra mà đâm sau lưng tôi, vu oan tôi, thì tôi sẽ quất lại. Tôi sẽ chơi tới cùng. Không bao giờ tôi nhường nhịn. Tại vì con người của tôi như vậy. Trong chính trị tôi rất là tuyệt để. Đối với tôi là chỉ có sống và đúng theo pháp luật, hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì tôi là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng như tôi lên trên đây, tôi lúc nào cũng vậy, khuyên anh chị các bạn luôn luôn chấp hành và sống một người công dân tốt, để đặng mình trở thành những con người tốt, có ích nước lợi nhà, và cùng chung nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ tôi không có chủ trương lên đây bè phái, đảng phái hay bất cứ một cá nhân nào hết. Nếu ai không đồng tình với tôi, ok, đó không có gì cả.
tôi không có vấn đề gì cả. Các bạn không đồng tình với tôi, các bạn có quyền hủy kết bạn với tôi. Và tôi có thể hủy kết bạn. Một số anh chị có bạn kết bạn tôi rất là nhiều gần đây. Tất cả những người nào mà lôi kéo tôi hay đưa vào những cái chuyện gì đó, tôi sẽ hủy kết bạn và đưa những hình ảnh mà nó không trung thực và những cái vấn đề mà nó không có đúng theo cái tiêu chí mà tôi đang đeo đuổi là bảo vệ cái sự bình yên của đất nước Việt Nam, thì tôi sẽ hủy kết bạn. Nhưng mà tôi không bao giờ block, tôi không bao giờ khóa ai cả. Cho nên các bạn có quyền theo dõi. Xin một lần nữa, thôi bây giờ mình chuẩn bị xuống máy bay. Chúc anh chị các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn sống tuân thủ pháp luật, rồi sống đúng theo luật pháp Việt Nam. Bởi vì mình phải là một công dân tốt thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Các bạn đừng đòi hỏi đất nước, tổ quốc này làm gì cho mình mà mình phải làm gì cho tổ quốc trước, thì các bạn sẽ được hưởng những thành quả đó. Còn mình ngồi đó mình cứ đòi hỏi đất nước, tổ quốc này, chính quyền này, chính phủ này phải làm gì đó cho tôi. Không bao giờ các bạn có một đất nước tốt. Tôi nói thật, các bạn phải là những người công dân tốt, luôn luôn thượng tôn pháp luật, sống đúng theo luật pháp và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì những thế hệ sau sẽ là những thế hệ chuẩn hơn. Tôi trở về tôi nhìn thấy những cái đứa trẻ ngày hôm nay nó sống rất là chuẩn mực đây. Những cái đứa mà nó có ăn học hiểu biết, chứ không phải giỡn đâu. Nếu mà tôi nói so sánh theo Mỹ, nó một trời một vực. Tôi ở trong khu cách ly, tôi nói chuyện với tụi nó tôi thấy. Đó đây là kinh nghiệm bản thân. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Mình bây giờ mình phải xuống máy bay rồi. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.